Chào mừng mọi người đến với kênh Mộng Tiên Giới. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ khi xem video. Và sau đây là chấp 216 của bộ truyện ta trời sinh đã là nhân vật phản diện. Hỗn loạn tinh vực Này, ngươi có biết về Xuân Phong Bích Ngọc Lâu không? Cái bắc trạch cổ thành đấy hả? Đó là một tổ chức sát thủ, gần đây không biết thế nào mà lại đắc tội với thiếu chủ cố gia, nên bị truy nã khắp nơi. Vậy chúng ta cũng nên đi tìm manh mối xem sao, nếu có cơ hội bám víu vào Cố gia thì. Vẫn không có tin tức gì của Bạch Liên Nhi, chẳng lẽ cô ta không định cứu Bạch cô sao? Thôi bỏ đi, đưa hắn về Cố gia trước đã. Công tử, sao ngài lại đến đây? Thanh, Thanh ca, chuyện quản lý tinh vực có thuận lợi không? Rất thuận lợi, lợi nhuận trong thời gian này đã tăng ít nhất 3 thành so với thời kỳ 13 đạo tặc thống trị. Ồ. Trong 3 năm nữa, ta chắc chắn có thể tăng gấp đôi quy mô. Công tử đến đây là có việc gì sao? Ta đang đợi người, tiện thể cô giúp ta chọn vài thủ hạ thánh cảnh. Gặp qua, trường ca thiếu chủ. Cô trường ca, ngươi thật quá đáng, ngươi không chỉ muốn sai khiến ta, mà còn muốn sai khiến cường giả tộc ta. Công tử lại định tìm thị nữ mới sao? Cũng đúng, ta và tỷ tỷ đều không ở bên cạnh công tử nữa. Cô có oán hận gì sao? Ta, không, có, oán. Yêu giới, Huyền Dương vực. Nghe gì chưa, sắp đến có một nhân vật mà ngay cả nữ hoàng Bệ Hạ cũng cực kỳ coi trọng sắp đến yêu giới. Đúng vậy, nghe nói vị đại nhân đến từ thượng giới này có thân phận rất đáng sợ, bối cảnh sâu không lường được. Trước kia khi một giáo chủ của đại giáo đến, nữ hoàng Bệ Hạ cũng không mấy để tâm, nhưng đại nhân vật lần này. Quân phàm, là hắn, hôm nay hắn vậy mà xuất hiện ở học phủ. hơn nữa nghe nói quan hệ giữa hắn và tống sư tỷ không đơn giản hai người rất hợp nhau nhã nhi có đại nhân vật từ thượng giới đến chuyện này ngươi biết được bao nhiêu khởi bẩm công tử ta cũng chỉ lấp ló nghe phụ thân nói qua thân phận phận của người từ thượng giới lần này rất thần bí và đáng sợ nếu hoàng bệ hạ không tiết lộ quá nhiều chỉ ra lệnh cho chúng thần hôm nay đến trích tiên điện để tiếp đón người này thì ra là thế lần này đột nhiên có người từ thượng giới đến chẳng lẽ có liên quan đến chuyện của Bạch Côn? Chẳng lẽ người này cũng là hậu thủ mà Phụ Hoàng để lại cho ta? Hiện tại ta đã tái tổ chức lại một số thuộc hạ cũ của Phụ Hoàng, thực lực chân thực cũng đã đạt đến cảnh giới thánh nhân. Vài ngày nữa sau thiên kiêu yến ở Hắc Bạch học phủ, Hy Giao chắc chắn sẽ hiện thân, đây chính là cơ hội của ta. Để chắc chắn, vẫn phải làm rõ thân phận của nhân vật thần bí này, rốt cuộc là địch hay bạn. Ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Thanh Trúc, cuối cùng cô cũng đến. Ngươi có chuyện tìm ta, ta làm sao lại không đến. Chỉ là thời gian cấp bách, ngươi mau nói đi. Hiện tại nữ hoàng bệ hạ rất cần nhân thủ, nếu ta không kiếm cớ, chắc cũng khó thoát thân. Bận lắm sao, là vì tiếp đón người từ thượng giới sao. Người đó rốt cuộc là ai, đáng để phô trương vậy sao. Trước đây ta đã nói với ngươi rồi mà, nữ hoàng bệ hạ ở thượng giới có giao tình với người đó, thỉnh thoảng vẫn thư tử qua lại là cố trường ca kia. phải chính là hắn. hắn đến yêu giới làm cái gì? chuyện đó ta cũng không rõ. nhưng nữ hoàng bệ hạ quả thật rất tán thưởng hắn. mỗi lần đọc thư của hắn, ngài đều có cảm xúc thay đổi. hy giao tiện nhân kia, không lẽ lại muốn một cây lê đè lên hoa hải đường? cô ta hơn cố trường ca những sáu nghìn tuổi, đủ làm lão tổ của hắn rồi. quân phàm, ta phải đi trước. nếu nữ hoàng phát hiện ta rời đi, chắc chắn lại bị trách phạt không ít vậy cô phải cẩn thận đấy dù gì cô cũng không được sủng ái nhất hi giao cô như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới nữ quan thanh trúc bên cạnh cô lại là người của ta đúng chứ hoan nghênh trường ca thiếu chủ kính bệ hạ kính trường ca thiếu chủ kính bệ hạ kính trường ca thiếu chủ ta là bình loạn thiên vương của yêu giới huynh đệ mạnh mẽ thế này trước đây lăn lộn với trường ca thiếu chủ ở đâu. Nói ra thật xấu hổ, trước đây ta bị 13 đại đạo tặc mê hoặc, may sao sau này được trường ca thiếu chủ giáo hóa. Vậy coi như là cải tà quy chính. Đúng thế, đúng thế. Khách từ xa đến, đừng khách sáo, ăn đi nào, bồi bổ khí huyết, nhìn bà thiếu hụt tinh huyết kìa. Nhưng đi theo trường ca thiếu chủ, từ nay các người coi như có nơi nương tựa. Ngược lại làm phiền hy giao nữ hoàng, đã tổ chức buổi tiệc tiếp đón hoành tráng này cho trường ca. Trường ca thiếu chủ từ xa đến, bữa tiệc rượu đúng là nên có. Tên này lại còn thân thiết với người cai quản yêu giới thế sao, được nữ hoàng tiếp đãi trọng thể như vậy. Cho dù là phụ hoàng đến e là cũng không được. Nữ hoàng không cần phải long trọng như vậy, giữa chúng ta có thể coi như bằng hữu rồi. Thanh Trúc, lúc này cô chạy đi đâu thế? Xin lỗi. Ha ha, không biết trường ca thiếu chủ lần này đến yêu giới là vì chuyện gì. Xem ra thị nữ này đã tiếp xúc với thiên tử rồi, manh mối tự tìm đến cửa. Hy giao nữ hoàng cũng biết khoảng thời gian trước ta ở hỗn loạn tinh vực, tiêu diệt 13 đại đạo tặc. Đương nhiên, sự tích anh dũng của trường ca thiếu chủ truyền tụng khắp nơi, bổn hoàng sao lại không biết. Nữ hoàng nói đùa, nhưng sự việc này lại có liên quan đến ngài. Ồ, ấu vi, con thấy trường ca thiếu chủ trong tin đồn kia như thế nào? Bẩm phụ thân, ấu vi cho rằng người này độc nhất vô nhị. Đánh giá lại cao như thế. Chỉ có thể nói, chăm nghe không bằng một thấy. Rõ ràng xét về tuổi tác thì cũng tương đương với con. Nhưng ở trước mặt hắn, con thật sự không xứng với danh hiệu thiên kiêu Thượng giới rộng lớn như vậy, đúng là không tìm được ai xuất sắc hơn hắn. Ngay cả những giáo chủ đại giáo cũng phải mờ nhạt trước hắn. Đi thôi theo vi phụ đi bài lễ. Lão Phu là thái phó của yêu giới, bài kiến trường ca thiếu chủ. Đây là con gái Lão Phu, tên là Tống Ấu Vi. Ấu Vi là con gái độc nhất của thái phó, cũng là thiên kiêu rực rỡ của yêu giới hiện nay. Trường ca thiếu chủ, biết Ấu Vi. Không quen, nhưng cô mẫu chỉ cần nhìn là biết, Ấu Vi cô nương tiền đồ vô lượng. Ha ha, đa tạ trường ca thiếu chủ đã khen ngợi, vậy hai ta xin cáo lui trước. Lạ quá trường ca thiếu chủ có nhắc đến chuyện liên quan đến bổn hoàng giờ có thể nói được chưa không biết hy giao nữ hoàng có còn nhớ quân bất phàm cái gì ồ cái tên này không thể nhắc đến trước mặt nữ hoàng ta đã nghe từ miệng bạch côn một chuyện thú vị huyền dương yêu đế đã từng nhờ cậy hắn vào một thời điểm thích hợp đưa một túi gấm cho một người tên là quân bất phàm nhưng theo ta biết quân bất phàm chính là con trai của huyền dương yêu đế đúng không Nghe nói hắn đã chết từ 6.000 năm trước. Hắn quả nhiên là giả chết. Đa tạ trường ca thiếu chủ báo cho biết việc này, để chứng minh suy nghĩ trong lòng ta. Hy do nữ hoàng không cần khách khí. Được rồi, ta đã mở kịch bản. Tiếp theo. Đêm đã khuya, Mai, Lan, Trúc, Cúc, bốn thị nữ này đều là tâm phúc mà ta bồi dưỡng từ nhỏ, băng thanh ngọc khiết, ngoan ngoãn. Nếu là trường ca thiếu chủ không chê, Tối nay chọn một người để hầu hạ nhé. Hoặc cả bốn cùng hầu hạ cũng được đó. Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi, mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.